Ngày 11 tháng 9, Cục Cảnh sát Giao thông cho biết đến trưa cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy 15 thi thể liên quan đến vụ ba ô tô cùng nhiều xe máy bị vùi lấp và cuốn trôi ở Cao Bằng. Trong số các nạn nhân có 11 nam và 4 nữ. Hiện lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm những người mất tích, ước tính khoảng 15 người. Trước đó khoảng 5 giờ 45 ngày 9 tháng 9, tại km 180 cộng 640 quốc lộ 34, xã Ca Thành, huyện Nguyên Bình, Cao Bằng, xảy ra vụ sạt lở đất khiến một xe khách, hai ô tô con và nhiều xe máy bị đẩy xuống suối và bị nước cuốn trôi. Vụ việc khiến khoảng 30 người chết và mất tích, trong đó có hai cán bộ công an tỉnh Cao Bằng. Sau khi nhận được thông tin vụ sạt lở, Cục Cảnh sát Giao thông đã cử lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ tới hiện trường, phối hợp với lực lượng chức năng tham gia cứu nạn đại tá như đình trụ phó trưởng phòng hướng dẫn tuần tra kiểm soát và đấu tranh phòng chống tội phạm trên đường thủy nội địa cục cảnh sát giao thông trực tiếp chỉ đạo công tác cứu hộ cứu nạn tại hiện trường ông trụ cho hay hiện trường vụ việc có hai điểm sạt lở khác chặn trước và sau thời tiết mưa lớn sóng điện thoại không có nên việc tiếp cận của lực lượng chức năng vô cùng khó khăn phải dùng máy xúc và rất người để san gạt khối lượng lớn đất đá chặn đường lực lượng chức năng phải băng qua vùng sinh lầy, sạt lở tiếp cận hiện trường để nghiên cứu và xây dựng phương án cứu nạn, cứu hộ tối ưu nhất.